Đèn rọi tranh gắn tường công suất 5W, ánh sáng vàng 4.000. Thiết kế sang trọng chắc chắn, đèn được bảo hành 24 tháng quý khách an tâm sử dụng. Đèn có khớp size linh hoạt giúp điều chỉnh hướng chiếu sáng phù hợp. Mẫu này sắp em mới về hàng, quý khách nhanh tay đặt hàng nhé. Góc trái màn hình sắp có gắn dò hàng đó ạ, mà yêu. Nhớ ấn theo dõi sắp để xem thêm nhiều video hơn nhé. Sắp em có về thêm loại 2 bóng, 3 bóng và 4 bóng nữa nhé. Ngọc Thắng xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nhé.